Rồi, chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm cái clip hướng dẫn cho một bạn khách ở Đồng Tháp. Bạn tên là Lưu Tiết Hoa. Cái cách lắp đặt một cái bộ karaoke. Thì hiện tại thì bạn có mixer Yamaha M10 rồi. Hôm nay bạn đặt thêm một con Idol IB100 còn năng tiếng, và một con vang cơ cao cấp hiệu Net, và một micro Shure UGX20 hay là mã hàng loại 1A. Loại này rất là tốt, bắt sóng rất là xa và chất âm rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ lắp cho bạn xem từ chi tiết ha. Vì cái con vang cơ này thì nó có đa chức năng, là nó có tích hợp vào Bluetooth, nó cũng rất là xa, có nút feedback chống hú, đây chống hú cũng khá là tốt, và có cổng cáp quang kết nối TV. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha, bắt đầu chi tiết. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi theo thứ tự. Số 1 đầu tiên thì chúng ta sẽ đưa vô, đây là micro ha. Chúng ta sẽ kết nối ở phía sau cho nó gọn. Đây có cái cổng micro đây ha. Đấy. Rồi, từ con vang cơ chúng ta sẽ ao xuống con nâng tiếng. Đây, bạn lưu ý cổng led right ha của con vang cơ. Đây. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua con nâng tiếng, thì chúng ta sẽ đưa vào cổng input của con nâng tiếng. Đây, cổng input. Input của con nâng tiếng. Đấy. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đi từ cổng output của con nâng tiếng đi qua cục đẩy. Đây, nó đi từ cổng output. Đấy. Nhớ ha, đây là cổng sub. Thì chúng ta không câu đây, cổng sub thì để dành câu qua sub điện này kia thôi. Còn trên con vang thì đây là cổng center và đây cổng sub. Rồi, bây giờ chúng ta đưa qua. Đó, vậy là cái kết nối là đã xong ha. Bây giờ mình sẽ kết nối vào và chỉ cho bạn cách cân chỉnh. Rồi, thì ở đây thì nhà bạn có cục đẩy rồi đúng không? Bây giờ thì đây là cục đẩy ha. Còn nếu như chúng ta kết nối con mixer M10 vô nữa thì chúng ta sẽ cho micro đi qua con vang cơ, và con vang cơ đi qua con mixer đi xuống nâng tiếng đi xuống đẩy, xong rồi. Bây giờ mình sẽ kết nối nguồn vô để hướng dẫn cho bạn cách chỉnh. Rồi, ở đây ha, bạn lưu ý cho mình cái con vang cơ ở đây. Thì các bạn nhìn thấy ở đây ha, ở đây là chỉnh cho echo. Ở đây nó có chữ echo nè. Thì từ góc độ này qua đây thì chúng ta chỉnh cho echo. Đầu tiên là cái nút delay. Delay là cái độ lặp lại. Delay là cái echo á. Rồi còn repeat là cái độ lặp lại dài hay ngắn ha. Còn bass trung chép cho echo thì chúng ta không cần chỉnh. Chỉnh cũng được, không chỉnh cũng được. Còn ở đây là mic tông. Mic tông ở đây là chỉnh bass nè, trung chép cho tiếng mic. Chúng ta sáng hay không sáng, sáng hay tối. Nhiều bass hay là ít bass, nhiều chép hay ít chép. Độ trung là làm cho dày mic.
Rồi tiếp theo là Musitone là chỉnh cho nhạc. Ở đây nhạc thì chúng ta chỉnh bass này, trung, treble này. Đó, còn những cái nút cái đèn ở đây, tín hiệu đèn ở đây. Đầu tiên là AUX. AUX là chúng ta lấy nhạc bằng đường AV trên TV xuống. Còn này Optical là lấy nhạc từ TV xuống bằng cổng cáp quang. Còn USB là lấy nhạc từ cổng USB. Còn BT này là Bluetooth. Thí dụ như bạn muốn lấy nhạc từ Bluetooth hay là bất kỳ cái nào, ở đây nó đang là cái đèn nó nằm đây là cổng Optical và lấy nhạc từ cổng cáp quang. Thì chúng ta muốn chọn cho những chế độ khác thì chúng ta ấn vào cái nút Input này. Đó, nó chạy qua cổng AUX. Nếu mà chúng ta muốn lấy Bluetooth thì chúng ta cứ ấn cái nó cho nó chạy qua Bluetooth. Đây, ha. Ok. Vậy bây giờ mình sẽ lấy nhạc từ Bluetooth. Còn cái con Idol IB này thì ở đây thì đơn giản thôi, chúng ta để chế độ 12 giờ hết. Chỉ có một kênh 1, kênh 2, còn đây là cổng sub. Ở phía sau nó có cổng sub, nếu mà chúng ta gắn sub điện vô thì chúng ta sẽ ấn nút này, còn nếu không gắn sub điện vô thì nó tắt đi. Còn giải tần số, nếu mà chúng ta sử dụng trong cái không gian tù quá thì chúng ta tắt hai nút này cho nó giảm bớt tiếng bass. Cái này thì là tắt mở con nâng tiếng là nhận tín hiệu hoặc không. Nếu chúng ta không ấn cái con này vô, cái nút này vô thì tín hiệu nó đi qua đây nó không có tác dụng, nó chỉ đi qua, nó mượn đường đi qua thôi, nó không có tác dụng. Như vậy mà chúng ta ấn vô nó mới có tác dụng, nó làm sáng cái hệ thống. Cái nút này bass nè, chỉnh bass nè. Bass cho kênh 1, bass cho kênh 2. Cái này hai nút này là tông và giai điệu. Chúng ta để 12 giờ. Bên đây cũng vậy, bass, treble, bass, treble. Đó. Rồi, tiếp theo nữa là micro. Thì ở cái này ở đây thì cái con vang này thì ở đây là âm lượng lớn nhỏ của echo ha. Âm lượng lớn nhỏ của echo. Đây là âm lượng lớn nhỏ của micro. Âm lượng lớn nhỏ của micro. Đây là âm lượng lớn nhỏ của nhạc. Rồi bây giờ mình sẽ mở nhạc. Tại cái con Bluetooth này ở đây là khi mà chúng ta kết nối lần đầu tiên nó sẽ đòi mật khẩu. Mật khẩu của nó là 1234. Rồi, ok, bây giờ mở nhạc lên cho nghe thử và chỉnh mic. Bây giờ mình sẽ thử mic trước. Mình đang kết nối. Đợi em xíu anh coi. Rồi bây giờ là micro ha. Đây mình test cái micro. Bây giờ mở echo lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi cái góc độ mà chỉnh echo ở đây lặp lại như thế nào, cái echo nó nhiều hay ít, dài hay ngắn, lớn nhiều hay ít, dài hay ngắn, còn đây là lớn nhỏ. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 6 7. Đó, micro đây. Để mà mình cắt hú ở góc độ tốt, cắt hú ở góc độ tốt những cái mic này thì chúng ta có thể là cắt bằng cái đường này ở cái nút mà cắt hú vô, nút chống hú phải bắt ấn vô và chúng ta đưa cái giải tần, cái âm lượng của nó. Micro đây 11 giờ. Rồi, thí dụ như chúng ta muốn tăng này cao, nó giảm này xuống. Đó, đưa này lên. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.
lên 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 6 đó. Đây là cách kết nối nó như vậy. Ví dụ như ban đầu bạn để cái này nó mát, ví dụ cái này nó đưa lên nó mát và cái này nó cũng mát, nó vượt qua góc độ 12 giờ mà chúng ta không giảm cái tần số, những cái tần số này xuống thì tất nhiên là nó sẽ có những cái tiếng hú. Còn khi chúng ta cắt hú, chúng ta cắt hú mở cái âm lượng đầu ra của đẩy hoặc đầu ra của micro nó nhiều, cái trung tâm cắt hú nó nằm ở con van cơ, chúng ta sẽ hãm nó lại thì nó sẽ cắt hú tốt. Ok rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều ha.